Hôm nay có chuối rất là nhiều nè. Chuối này là cũng chuối cây nhà lá vườn của người quen cho nè. Nó vừa mới chín tới nè. Chuối nó vừa mới chín tới nè. Thơm phức đó. Rồi cái này cũng là dừa cây nhà lá vườn luôn, ở nhà chặt ra lấy nước uống đó. Dừa lửa lấy nước uống. Xong bây giờ buồn buồn quá, bây giờ muốn làm thử kem chuối để dành ăn, cứ bỏ chuối uổng. Bây giờ lấy nước uống rồi giờ lấy dừa, ở nhà mình nạo mình lấy cái dừa này nó non nè, mình làm ở trên. Còn nếu mà nước dừa thì chắc là phải đi mua thôi, nước dừa là phải cỡ dừa này người ta nạo nè, còn này là dừa nó rất là non luôn nữa chưa. Cho nên ở nhà mình nạo thủ công mà không biết tiệm đâu ra được cái đồ nạo này, cũng hay 800 năm mà mới có. Giờ phải đi mua đậu phộng nè, với lại vừa một ký về mới dắt mới làm. Đáng lẽ là ở nhà cũng có mít vườn luôn, mít của chị bạn chỉ cho mít nè, chuối nè, dừa nè đó. Mà nạo này không có chuyên nghiệp nạo, cứ sợ nó sâu vô đây nè là nó sẽ bị đắng á, cho nên là nạo cực quá. Nạo hết này chắc chết quá, không có ai nạo giùm không nè, sợ nó bị sâu vô cái nó bị không ngon á, nhưng mà chắc chắn là ngon. Nhà ơi thấy chưa, nó ngon lắm. Cái này mà mình để trên mặt của miếng chuối nè, mà không biết nhiêu đây được không, hay là phải đi ra ngoài mua nữa. Nếu mà không đủ thì mình phải nghĩ đủ, tại vì cái này nó non, còn ngoài mình mua nó hơi già, lúc mình ăn nó sạm. Cái này mình để phía trên thôi, còn mình làm nước dừa mình dắt vô nữa được không cả nhà? Chút xíu nó làm quay nha, quay làm kem chuối nè, để dành bỏ tủ lạnh ăn cho nó ngon. Chứ bỏ chuối uổng quá. Đây này hết rồi nè, không bây giờ mình muốn cái là mình nạo tiếp nè. Đây thấy chưa, còn chuối nè, đó chuối chín cây nè, thấy chưa. À còn phải mua cái gì nữa, phải mua gì cả nhà, mua cái gì đó, mua cái bao ni lông để chúng ta bọc cái chuối lại nữa. Dạ, công trình. À, có mít á. Chúng ta sẽ bỏ mít ở trên một vài. Ngày xưa làm kem chuối là phải có gì đó quên mất rồi. Có bột sữa nó sẽ rất là ngon, nó ngọt, nó rất là ngon. Bây giờ không thấy biết bột sữa ở đâu nữa. Rang đậu phộng. Rang đậu phộng cho chín vàng. Có mùi thơm. Nó mới ngon, thơm, hạt thâu nữa đã xong. Đây là tôm cái thâu, xong đậu phộng. Bây giờ là nấu nước dừa. Bây giờ mình nấu nước dừa, xong để cho nguội. À, cái bao mua rồi mà đâu cần nữa ta. Dừa nạo, đậu phộng, chút nữa sắc mắm mít. Để riêng ai mít ăn ai. Giờ là tới khâu nước dừa. Quậy cái đũa cho nó cao, nó đỡ nóng. Chứ quậy để cái muỗng đi chút nữa mất công. Sử dụng muỗng sao. Quay đều. Nhớ hoài những vòng xe. Trời quậy đi biết chừng nào mới đặt đây. Nhiều quá. Bởi vì người ta nói nghề ăn cũng lắm công phu nha. Bây giờ xong đậu phộng, xong dừa nạo, xong đậu phộng. Đậu phộng chỉ rang xong chứ chưa có bóc vỏ. Xong rồi bây giờ tới nước cốt dừa. Nước cốt dừa xong rồi cũng phải lấy bao. Rồi ép chuối. Trà công đoạn này chắc tới chiều mới làm quá. Eo ơi nó sệt rồi, ngon quá trời ơi. Không ngon gì quá ngon. Đây, nó đã sần sệt rồi cả nhà ơi. Rất là ngon luôn. Ngay để bỏ miếng bột bán nước dừa, bột bán vô nữa, bột khoai vô nữa, bỏ chuối vô, hành chè chuối chưng, khoai vô. Chúng ta sẽ có chè. Dạ, bây giờ sau khi hồi sáng Tư đã chuẩn bị các thứ hết rồi thì bây giờ bắt đầu mình vào mình sẽ làm nha. Đây nè, chưa? Bây giờ mới đi công việc về, mới tắm xong tóc nó còn ướt nè, cho nên là bây giờ làm nha. Đây, giới thiệu đây là chuối thấy chưa?
Chuối ngon ơi là ngon luôn đó. Chuối này là cây nhà lá dừa nha cả nhà. À quá trời chuối mùi ơi là mùi luôn. Bé la phá gì vậy? Bây giờ đây nè, mình đem mấy cái đậu cụ mà hồi sáng mình đã làm rồi ha. Đây là mít nè. Mít rồi đây nữa là đậu phộng mình giã nhuyễn nhuyễn tí xíu. Với đây là sữa đặc nè. Ở đây là nước cốt dừa mình khuấy lên rồi nè ha. Còn đây là dừa nạo nha. Dừa nạo này cũng là cây nhà lá dừa luôn nha. Hồi sáng mọi người đã thấy rồi đó. Coi như là nó mới của mình, nó non là non, chứ mình không có mua ở ngoài, mình sẽ tự nạo. Cái này cũng là của một người chị, người chị quen biết cho nè. Tức là tất chuối nè, mít nè, dừa, tất cả đều là cây nhà lá dừa hết nha cả nhà. Đó, bây giờ chuẩn bị xong hết mọi thứ thì giờ là chuẩn bị bây giờ làm nhé. Mít rất là ngọt cái thơm luôn đó. Đây, bao ni lông thì tôi cũng đã cắt hết ra rồi nè. Đó, bây giờ mình trải cái bao ni lông ra xong bắt đầu lấy một trái chuối ha. Mà không biết làm nửa trái hay một trái đây nữa. Chuối thơm phức luôn, chuối sứ nó vừa chín cây tới nè. Thấy chưa? Mặt ú luôn. Đó, để cái bao ni lông ở dưới xong đậy lại. Là mới lần đầu tiên làm này cho nên không biết nó ra làm sao nha. Lần đầu tiên mới làm kem chuối luôn đó. Đó, lấy cái thớt đè nó xuống cho nó ra đều á, cho nó trải đều ra đó. Đó, thấy chưa, đẹp chưa? Đó, trải đều ra. Xong, trái chuối đã được cán ra rồi. Sau đó là chúng ta sẽ bỏ nước cốt dừa vô nè. Nước cốt dừa chan lên trước ha. Chà, nước cốt dừa quá trời luôn. Chan nước cốt dừa. Sau đó thì bỏ miếng đồ thôi. Bỏ dừa 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 nạo nè, dừa non á, dừa non mình nạo. Mình bỏ lên một ít ha. Dừa sợi, gọi là dừa sợi á, dừa sợi. Xong rồi cho vài miếng mít vô. Bỏ vài miếng mít cho nó có màu mà nó cũng ngọt nữa. Cho một ít sữa sữa đặc. Đáng lẽ ngày xưa là tôi nhớ là ngày xưa cái này làm á là làm bằng bột sữa đó, bột sữa mình đổ lên nó vừa ngọt mà nó vừa ăn rất là ngon luôn. Bây giờ không biết bột sữa đó ai bán nữa. Đó, sau đó mình rắc miếng đậu phộng giã lên. Đó, nhìn thấy nó ngon liền. Xong mình úp nó lại. Úp nó lại cho nó gọn. Đó, úp nó lại. Cái đầu tiên làm nó lập chụp lộng cộng quá à. Làm nó không chưa có được quen á. Đó. Cho nó gọn xong rồi. Chúng ta sẽ lấy một cái dĩa. Lấy cái dĩa xong để nó vào đậu. Đây, cái dĩa hộp xoài. Xong, thành phẩm thứ nhất đã xong rồi. Nhìn cũng đẹp mắt mà không biết ăn rằng sao thôi. Đó. Đó, thấy chưa? Và tiếp tục. Tiếp tục. Công nhận trái chuối nó vừa chín tới ngon thiệt. Mà bây giờ là đúng là mới biết làm nó lọng cà lọng cộng quá trời luôn. Không lấy cái thớt nữa, giờ lấy con dao, làm cho nó dễ đó. Các bước thì cũng y như vậy thôi, cũng là nước cốt dừa xong rồi dừa sợi nè đó. À cái này làm theo đơn đặt hàng của bé La nè. Đó, bé La chỉ ăn đó sữa đặc thay thế cho bột sữa. Mai mốt tôi kiếm bột sữa tôi làm mới được đó. Bé La không ăn mít cũng như là không ăn đậu phộng nha. Cái này là sản phẩm này là đặt hàng của bé La nha. Bé La không ăn mít và đậu phộng. Đó, chỉ có là nước cốt dừa, dừa sợi với lại sữa đặc thôi. Trời ơi,
mới lần đầu tiên làm mà còn phải bắt đặt hàng làm theo ý nữa là mới chịu ăn đó. Đó, làm theo ý cho bé La nha, không biết đặt, còn bé Thỏ có đặt hàng không? Bé Thỏ có đặt hàng nhầm với mẹ không? Cái chuối nó chín quá nè, chín quá cho nên mình cắt hai cái đầu nó cho nó gọn. Lấy con dao á, làm á thì thấy nguy hiểm thiệt nhưng mà nó gọn hơn cái thớ nó to quá làm biến quá. Lấy con dao này nè, đó dao mình cán á, mình làm cái tay mình nó gọn hơn á, không thấy chưa, nó dẹp ra đây kìa. Đó, chuối mình làm cho nó hơi dẹp ra một xíu, nó mỏng mỏng ăn nó đỡ ngán. Chứ dày quá, tôi không thích ăn dày, tôi còn thích làm một nửa trái nữa kìa. Nước, cái sữa đặc có đường này, thôi vẫn thích cái bột sữa hơn. Để ráng cố gắng tìm cái bột sữa làm, nó mới sướng. Đó, sữa đặc nhiều một tí xíu. Đây đậu phộng. Đây là món của bé Thỏ nha. Bé Thỏ không ăn mít thôi, vẫn ăn đủ các thứ, có đậu phộng luôn nhưng không ăn mít. Nãy đặt hàng của bé La, bây giờ là đây. Đây là món đặt hàng của bé Thỏ. Này bé La nè, này của bé La nè. Bé La và bé Thỏ. Nhớ sao tiếng mẹ ậu ơ ngọt ngào ru con giấc mơ. Và mùa xuân này thương con xứ xa, mẹ ơi chứ con mỗi mùa xuân tới. Cái gì, ai đưa cái miếng gì vậy? Trời ơi, cái ông này, ông nghĩ sao mà ông đưa cái đồ ăn của mấy con cún cho mình nha. Ai nhai cái đó cái gãy răng luôn quá. Chà, hết bao rồi, bây giờ phải cắt bông mới. Trời ơi, coi kìa, có chú kìa, chú ý kiến cái cò kìa. Chú đang nói búa xua gì là. Chú với bé Thỏ đang nhận xét. À, nhớ rồi, chú nói rằng chỉ cần đưa con 200 ngàn thôi á, con ra ngoài là con mua về có ăn. Nhiều khi làm cái này tổng cộng tất cả mọi thứ là tới 600 ngàn. Chuối này chú nói là mua một nải có mấy chục ngàn thôi đó. Ý chú nói là làm còn cực hơn nữa mà tốn tiền máy lạnh của chú nữa. Đó, tốn tiền máy lạnh, tốn, không phải tốn tiền máy lạnh, không phải, lúc đó mà mẹ cãi, mẹ Ly cãi. Nhưng mà thật ra là tốn tiền gì biết không? Ý là tốn tiền để trong tủ lạnh đó. Đó, à, mít thì chơi là mít, mít hư rồi, đó, mít bị thiêu, đó. Nói chung là chơi đủ kiểu hết. Cho 200 ngàn, 200 ngàn là chúng ta sẽ ra ngoài đó mà mua về ăn phủ phê. Ý chú nói gì đó, mắc cười quá hả? Trời đất ơi, người ta tự tay làm, người ta ăn nó mới ngon, mình chất lượng chứ bộ. Tuy rằng nó không có đặc, coi như là có thể là không có đặc sắc như người ta bán, nhưng mà công trình của mình làm cho ăn còn nói vậy nữa thì ghét. Vậy mà vẫn có đặt hàng thôi, cô bé La với bé Thỏ là được rồi. Thử làm cái trái tim theo đề nghị của một người thử coi làm sao mà ai. Đây, cắt thử coi chưa tưởng tượng ra làm sao. Trời ơi, nó không ra trái tim, nó ra cái gì không hiểu luôn. Không hiểu cái đó là cái gì luôn, hiểu thiệt, hiểu được chết liền luôn, nó ra cái gì biết. Giống con mực hay cái gì á. Nó mới làm lần đầu tiên mà đòi hỏi quá trời hả. Yêu cầu tùm lum hết trơn á. Rồi ra cái gì kệ nó, miễn ra sao ra miếng kem chuối là được rồi.
Tại vì hồi nãy đó, sau một và làm một lúc rồi thì mới có kinh nghiệm thêm là chúng ta rải bỏ cái dừa nạo với cái mít lên đó, rồi chan cái nước cốt dừa lên đó cho nó bám lại. Chứ không thôi với mình chan trước nước cốt dừa lên trên cái miếng chuối nó trơn, nó chảy ra hết trơn à. Đó, làm cũng gần xong rồi, lần hết bắt đầu mới có kinh nghiệm. Nhưng mà vẫn để cái lớp đậu phộng cuối cùng để cho nó nằm ở trên nó đẹp, chứ không có để lên trước mà rồi mình lấy nước cốt dừa lên nó không được đẹp. Đó. Bây giờ là chúng ta sẽ, sau khi xong là chúng ta sẽ bỏ vào trong ngăn đá của tủ lạnh để cho nó đông lại. Trời đất ơi, cái gì kỳ vậy? Cái gì vậy trời? Đó, người ta đang chưa có ăn được liền đâu, phải bỏ ngăn đá cho nó cứng lại rồi mình mới ăn chứ mới ngon. Đó, đây là có một cái sản phẩm hồi nãy vô tình mình làm, biết sao nó ra hình trái tim á. Bây giờ bye bye nha. Bây giờ là phải đi ăn thôi. Có người đứng hối quá trời. Đó, mà giờ mình có chuối, có sẵn tất cả mọi thứ đi thì mình còn rất là nhiều, tại sao mình không làm nhỉ? Đó, còn quá trời luôn. Nên là bây giờ mình sẽ cất rồi để từ từ làm nữa. Để còn bây giờ là bye bye nha, bye bye cả nhà. Nếu mà yêu mến Cẩm Ly thì nhớ like, share và đăng ký kênh Cẩm Ly Official ha. Xem như là sắp tới sẽ có một cái clip gì ta, hỏi bí mật đi ha, bí mật đi. Nhớ nha, nhớ là sẽ ủng hộ kênh YouTube duy nhất và chính chủ của ca sĩ Cẩm Ly, đó là Cẩm Ly Official. Hai, chào cả nhà. Chắc nãy giờ cả nhà rất là thắc mắc là tại sao mà hôm nay cái clip này nó rất là lạ lùng á, lúc mà Tư làm kem chuối á, mà tại sao lại Tư nói nó không có khớp. Thật sự là lần đầu tiên, đúng là ngày đầu năm luôn, bị tổ, không biết là tổ trác hay là do cái bộ phận kỹ thuật nó có vấn đề, nó làm nó bị trục trặc. Tức là có nghĩa là khi mà làm á, thì mọi thứ quay thì bắt đầu nói đồ hăng say, đồ diễn tả, đồ nói dữ lắm. Nhưng mà tới hồi về mà check lại cái clip thì hoàn toàn là không có tiếng gì hết trơn. Không có gì, giống như là mình đang diễn kịch câm vậy đó cả nhà, biết không? Trời ơi, coi như là bây giờ đâu có thể nào làm lại được đâu. Tại vì tất cả mọi thứ đã làm hết trơn rồi. Giờ cả nhà nghĩ sao? Có định lập thôi bỏ luôn cái clip đó rồi, không có lấy lại nữa. Nhưng mà nghĩ thôi, đầu năm mình làm vậy cũng tiếc quá. Rồi suy nghĩ đủ kiểu hết, cuối cùng mới có người nói là sẽ viết từng, nhìn cái khẩu hình á, mình viết từng cái từ tôi nói ra để mà tôi giống như là lồng tiếng lại, thấy không? Nhưng mà thật sự là điều đó là vô cùng bất khả kháng, không thể nào làm được hết á, không thể nào mà đọc khẩu hình chỉ trong vòng một nốt nhạc được hết trơn á. Cho nên cuối cùng là tôi nghĩ là uổng quá, quyết định là thuyết minh gọi là dùng từ điểm như thuyết minh vậy đó. Tôi sẽ nhìn và tôi nhớ như thế nào tôi nói lại cái quá trình của tôi, là tôi biết rằng là mọi người xem sẽ rất rất là thắc mắc và rất là không biết có khó chịu hay không thì tôi không biết, nhưng mà rất là thắc mắc. Nhưng mà tôi bây giờ, bởi vì tôi mới lên đây để mình lý giải cho mọi người xem, cái hầu như là cái công đoạn tất cả mọi thứ lúc đầu á thì tôi chuẩn bị ok làm được hết luôn á. Người xem thấy như thế nào có thể cho tôi biết ý kiến ha. Cho nên là, và bây giờ làm như thế nhưng mà vẫn còn rất là nhiều chuối ngon luôn, cho nên là mang mặt kha nhà. Đây, vừa làm xong đây. Cái này không phải tôi làm nha, cái nào tôi làm tôi nói tôi làm. Cái này là bánh chuối á, cả nhà biết không? Bánh chuối nè, trời ơi, có nước cốt dừa nè, nước cốt dừa xong mà để thêm hành, trời ơi, nè mè nữa, trời ơi, ngon tuyệt của mèo, thơm ơi là thơm luôn á. Cho nên là sau khi lên cáo lỗi cùng mọi người ha, cáo lỗi cùng mọi người là kỳ này chúng mình phải là Việt súp á, cho nên là Việt súp ráng xem tí xíu giùm tư nha. Rồi Việt súp lần sau sẽ cố gắng làm check thiệt là kỹ trước khi mà mình quay cái clip đó, là phải check thiệt là kỹ để xem thôi cái phần tiếng phần hình có hay không, chứ có phần hình không mà không có phần tiếng nó rất là kỳ luôn á. Bây giờ chắc là phải đi thưởng thức cái món này thôi, và bữa nào khi mà hình như cũng có rồi thì bấm ta. Tôi nghĩ là giờ không biết là nó đã, chắc là bây giờ nó đã đặt rồi đó, mấy cái miếng kem chuối đó, hay là đem lên khoe với mọi người luôn ta.
ha, đợi tí xíu nha, đợi tí xíu lên khoe mọi người. Đây, bây giờ thì đã có thành phẩm rồi nghe cả nhà, đây nè, thấy nè, này cả nhà thấy không? Bây giờ là đã nè, cái miếng chuối nó đã cứng rồi nè. Đó, thay vì chuối mà mình ăn hoài á, mình ăn cũng đâu có kịp đâu, nó sẽ chín hết trơn. Cho nên là mình làm gì nè thì mình để lâu được, mình bỏ trong tủ lạnh á, tức là từng trái từng trái. Có nhiều người ta làm bằng cái hộp á, cái hộp người ta làm một ổ chuối luôn, mình xách xắt ra ăn thì nó hơi bị cực. Còn cái này là cá nhân mỗi người ăn không phiền gì ai hết á. Ăn cái lần trái vậy nè, trái tư là tư ăn lần nửa trái thôi, tư làm trái trái nửa nhỏ là mình để trong tủ lạnh, mình ăn hoài được luôn. Nhưng mà lần sau tư có làm, tư sẽ mua bột sữa làm, tại vì tư nhớ hồi nhỏ là tư nhớ mọi người làm bằng bột sữa nó rất là ngon. Đó, cho nên là chỉ cần với lại mít nhiều thêm tí xíu nữa là sẽ rất ngon. Đây, cả nhà thấy không? Ngon. Đây là thành phẩm. Đó, nói chung là làm được nó hơi cực. Giống như chú nói là chỉ cần 200 ngàn là ra mua về ăn cả bao nhiêu người luôn. Nhưng mà mình làm rồi cây nhà lá vườn tất cả đều an toàn sạch sẽ hết, ăn nó ngon mà nó thích hơn là cái sản phẩm mình làm ra. Mai mốt tôi sẽ ngâm cứu nhiều món nữa. Bây giờ thì cái bye cả nhà nha. Và nhớ rằng nếu mà yêu mến Cẩm Ly, ủng hộ chị Tư Cẩm Ly, thì mọi người nhớ like, share cũng như là đăng ký kênh duy nhất và chính thức của Cẩm Ly có tên là Cẩm Ly Official. Sẽ có, nếu mọi người ủng hộ thì sẽ có nhiều những cái clip vlog nhỏ nhỏ về cái này cái kia, những cái sinh hoạt, những cái làm vườn, những cái làm bánh, làm này kia, những cái sinh hoạt, những cái chuyến đi hay là những cái món ăn mình gặp, thì mình sẽ giới thiệu, chia sẻ cùng mọi người, với lại những cái MV, những cái clip của Cẩm Ly sẽ gửi đến cho tất cả mọi người. Và cả nhà mình ơi, cố gắng, chúng ta sắp có nút bạc rồi, cố gắng là thật nhiều người ủng hộ, đăng ký cũng như là kêu gọi mọi người để có thể nhận được nút bạc, lấy tinh thần để chúng ta cố lên. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà nha, bye bye. Đây, bây giờ chúng ta có thể thưởng thức món kem chuối rất là ngon. Trước tiên khi ăn là tôi có một cái phát biểu nhỏ là những cái rơi rụng ra ngoài nhiều quá. Mà nếu ai mua là ví dụ mua 10.000 cây thì tạm thời thì còn có 8.000 thôi, để rơi rụng những cái ngoài quá. Ăn thử cái đầu tiên. Cái cảm nhận đầu tiên là cái tủ lạnh nhà của tôi rất là tốt. Cái kem chuối này tôi thích, nhưng người khác chắc không thích, đại đa số người khác chắc không thích. Lý do tại sao tôi thích? Thứ nhất là nó không có ngọt, hiểu không? Không có ngọt, không có đường, là chuối tự nhiên, hiểu không? Nhưng mà nếu vậy bán ra ngoài là sẽ không ai mua, tại vì nó không có ngọt, nó không phải đúng. Người ta ăn là phải ngọt, đúng không? Ăn tiếp, để ăn chuối giảm cân được. Thứ hai, cái mùi vị chuối không có, là đưa lên là ví dụ là dừa có, đậu phộng có, mít có, nhưng mà chuối không có mùi, hiểu không? Hôm trước bị đông cứng, nó bị hành lá. Tôi cũng còn kết luận đứa này có thể đặt lên là kem chuối giảm cân. Được cái đó, để kem chuối mà để tăng cân là không phải, kem chuối mà giảm cân thì giảm món ngọt. Ừ, tôi là nó giảm cân thì gì